Đây là phần thi của Oxichuan, vận động viên người Malaysia. Tám mươi tấm huy chương, đó là số huy chương vàng mà chúng ta đã giành được sau ngày thi đấu hôm qua. Tuy nhiên, hôm qua là một mốc rất đáng buồn đối với đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài việc chúng ta đã bị đoàn thể thao Thái Lan vượt lên khi họ đã có được 85 tấm huy chương vàng sau ngày thi đấu thứ 9, thì một tin rất buồn nữa đã đến với các cổ động viên Việt Nam và với nhiều người thì SEA Games đã kết thúc. Đó là việc U23 Việt Nam thất bại trong trận bán kết trước U23 Indonesia với tỷ số 0-2. Như vậy là một lần nữa giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam tại các kỳ SEA Games tiếp tục phải chờ đợi. Lúc này chúng ta đã một lần nữa bỏ lỡ cơ hội.